thấy năm tạng của mày tốt không? Nó có bệnh được không? Không tập được. Như vậy những người ngày xưa người ta gọi là người mà gọi là mà suy nhược đó, mới đẻ là yếu, nó cho mấy cái này mạnh lên nó mới dạy khí công được. Vì coi chuyện mà Võ Long Ngũ Bá, tức là Vương Trùng Dương khi nó yếu là cha phải cho cái ông thầy tới dạy 3 năm sau thì ông bắt đầu mới dạy võ cho nó. Không thôi nó không tập được. Thành ra người luyện khí mà năm cái này yếu là không tập được. Thì năm cái này ít nhất là phải không bệnh. Đó là bài này em tập về, trong khi em tập thì thầy sẽ biết cái đáp số em bị cái gì. Khi tập em có cái gì em phải báo thầy biết, thì ghi là khi em tập cái này xong thì một tiếng khi em bị cái gì đau phải ghi cái giờ, em phải ghi cái giờ nó bị đau, đau cái gì ghi cho thầy biết, một cái từ mấy giờ tới mấy giờ, và tức là phải nhớ nha, khi nó đau bắt đầu đau lúc nào và kết thúc đau lúc nào, thời gian nào, phải cho ông thầy biết đau cái gì, em ghi cho thầy liền để thầy cho biết kết quả của em. Bài là bài thứ nhất. Bài thứ hai là em phải coi chính cái lỗ thải người, em báo cho thầy biết nó đang bị cái gì. Thứ nhất, hai mắt, tai, mũi, miệng, lỗ tiểu, đại tiện. Mắt, tai, mũi, mắt là hai, tai hai, mũi hai, miệng đây gồm răng, lưỡi. Mắt đây là mắt, tai, mũi thì đây mình có da nè, tiểu lỗ tiểu tiện, lỗ đại tiện. Bây giờ mấy cái tình trạng này phải báo cho thầy biết là cái có mùi hôi hay không, mà tình trạng nó đang cái gì, tình trạng ví dụ cái con mắt em có cận thị không, mắt nào bên trái hay bên phải rõ hay không, đó, lỗ tai, rái tai bên phải ướt hay khô, độ thính của nó, cái lỗ mũi bịt một bên thở một bên nào nó trong hơn bên kia, phải báo cho thầy biết. Cái mũi, còn cái da của em là em phải coi lại cái tắm, hiện nay em tắm kiểu nào, nó có 5 loại tắm. Nếu em tắm mà xịt xịt nó không có sạch đâu. Tắm là em thấy tưởng tượng như cái da mình nó như cái miếng vải giặt đồ, em ngâm trong cái một cái chậu thau á, cả nửa tiếng sau em mới sạch. Còn em tắm, thành ra cái thời gian em tắm, bây giờ thường thường em tắm mấy phút xong là biết đấy. Đó là biết. Nếu tắm dưới 30 phút là dơ, là không sạch. Tức là khi tắm xong không được dùng ngoại hóa chất gì để nguyên nhé, đưa trong thầy ngửi cái đầu có mùi da đầu chết cái tao, nách có mùi hôi nách là chết cái tao, háng có mùi hôi và hạ bộ là chết cái tao, quy đầu là cái lỗ tiểu tiện có mùi khai là không được, cái hạ bộ tức là dái hôi dái là không được, mấy cái đó hôi là mình hết. Cái lỗ đại tiện mày nó lồi hay nó lõm, nó lồi chứ nó trong phình ra những cái khe, những cái nếp xếp của cái lỗ hậu môn nó phình to lên là có bệnh. Thì cái đó là thầy không khám, em phải tự báo cáo, em coi lại hết coi nó bị gì, có báo thầy để chữa. Trước khi học khí công nó đem cái xe em tới thầy rửa ra hết rồi ta bắt đầu bảo dưỡng. Thì cái bài khóa đầu tiên, cái tháng đầu tiên em là phải bảo dưỡng tất cả, bảo dưỡng coi nó bị cái gì và rửa sạch, xử lý nó hết xong, và tháng thứ hai mới đầu tập dưỡng sinh. 3 tháng đầu trong khí công chỉ học dưỡng sinh, tức là bảo dưỡng, tức cái xe tao rửa rồi tao thay, rửa hết toàn bộ xong cái tao ráp lại, bắt đầu tao mới tiểu tu, trung tu, đại tu xong bắt đầu sạc. Là mất 6 tháng tới 1 năm khi công tập vậy. Khi học 6 tháng 1 năm thì bắt đầu em mới vô trong quá trình nó sẽ biết khí công dương là gì, khí công âm này. Tất cả các bài khí công tập sơ qua để nó coi hết cái cơ thể bằng dùng khí công, các bài khí công của mấy người xưa nó đưa vô cơ thể em để nó coi hết bị cái gì. Sau năm thứ hai cái đi em mới đi vô chuyên sâu. Có năm đầu căn bản không hết, năm sáu tháng nếu mà giỏi học xong thì 3 năm mới xong hết. Trong quá trình nó không khí công đó không học chỉ múa không, học ăn, học ngủ, học đi, học đứng, học nằm. Đi sao khỏe, ngồi sao khỏe, đi cầu phải đi cầu sao khỏe, ngủ phải sao khỏe, gần phụ nữ phải sao cho khỏe, nó khó hết chứ không phải chỉ múa thấy cứ quyền. Múa không phải không đủ đâu, khí đủ thứ ở trong đó.
Rồi bắt đầu quản lý giờ giấc sinh hoạt, rồi phải học kinh dịch, học kinh mạch, học kinh lạc. Thế rồi dù múa không đâu, thành ra thầy học cái thằng theo gần 20 năm nhé, tức là học vừa học đại học theo suốt đời 10 năm mới xong cái đại học thi công, cái bộ đại học thi công bên Trung Quốc nó cũng có cái lịch trình học như vậy, tại không biết thôi. 10 năm mới xong, mình thấy những chủ thiếu làm 10 năm mới cho xuống núi mà nó đủ thứ trong chứ mà đi muốn múa không đâu. Bây giờ học kinh dịch, học tỉnh khí công, nó gồm 3 phần: động công, bán động công, bán tỉnh công, tỉnh khí công. Đó là về quá trình tập luyện vận động, vận động trong quá trình đó là vận động cơ thể. Còn lý thuyết đâu, kinh dịch mày biết chưa, kinh mạch mày biết chưa, bao nhiêu huyệt, huyệt nào huyệt chết, huyệt nào tử, huyệt nào tê, huyệt nào gì, học hết thế nào phải vậy. 10 năm em học 10 năm quá ủ, 10 năm phải học bao biết nhiêu cái kiến thức không thèm học, cứ ra như vậy hoài cha rồi. Hôm nay em thấy học một cái lý thuyết sơ sơ là em phải biết chính khiếu, chính cái này là chính khiếu, cái bài nói là đang điện khí là hở thai thức quyết, một bài lý thuyết đầu tiên mà em học trong 10 năm trên 3.000 loại lý thuyết. Giống như văn hóa em học trong cộng trong trừ trong nhân những chia, lịch sử rồi rồi vật lý hóa học nhiều lắm. Em thấy cả đời em đọc sách một lúc chương trình lúc lúc phổ thông em một năm nhiêu loại sách này, 12 năm là gấp 12, 12 cái đống sách đó em mới có kiến thức. Khí công cũng y vậy đó này, thấy cái đống sách này em thấy sách khí công của Mỹ nó dài bằng cuốn đó đó này, cũng, bây giờ em học khí công em học thấy nhiều biết từ điển khí công là gì đâu, nghe sách khí công của Mỹ nó dài như này, nghe khí công của Mỹ đó, khí công của Mỹ thấy chưa, em có đọc đâu, em đi học thấy cái quyển nó có đường sách nào cho mà học đâu. Rồi sao không giỏi được, cái người đó không có cái người, bởi vì cái môn khí công là môn khó nhất. Những người khí công xưa rất rất giỏi văn hóa, trình độ tiến sĩ cho lên, cái người học khí công mà không văn hóa thấp không hiểu nổi thuyết âm dương đâu, đọc kinh dịch như cái rừng là chết rồi, đọc kinh dịch trời khó quá. Thật ra trong chưa chắc em học xong trình độ đại học khí công, đi giữa đường em dở là em rớt, tại em không hiểu nổi kinh dịch, không hiểu nổi kinh lạc. Thì em đi khoảng chừng năm thứ rồi 3 năm nghỉ rồi, cũng như mà thích nó học lên cao luôn, là nó biết hết. Bây giờ nội sách nội kinh tố vấn với linh khu nội khu em đọc 3 cuốn sách đó là trong thời gian học hết, thuộc lâu 3 cuốn sách rồi, tính mệnh khuê chỉ thuộc lâu hết cuốn sách đó, nó có sách hết. Tiêu gây ra cái ngoài công viên cứ vậy hoài suốt năm này con nó sách đâu, tài liệu đâu, làm sao giỏi được. Em thấy cái môn nào cũng có sách lý thuyết đâu, thực hành lý thuyết, thực hành thực hiện. Không có môn nào không có lý thuyết mà không có thực hành. Tin học những sách sách Word, có sách Office 2010 rồi chỉ mà ngồi vô tập đánh Word, đánh Excel, đánh PowerPoint thì mới giỏi ra. Bây giờ cứ đánh PowerPoint hoài hả? Vậy mà tự nhiên mà giỏi 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 tin học á, phải biết cài đặt Windows, biết phần cứng phần mềm, thấy không? Thẻ mạng rồi CPU, RAM đủ thứ thì mày mới giỏi tin học, chứ là phải vô chỉ biết Word là giỏi tin học đủ thứ hết. Khí công học đủ thứ hết, học làm sao để cơ thể mình không bệnh kìa, chứ không phải chỉ múa hòa học múa. Chữ quyền, thấy cái quyền nó là một môn trong ngành khí công, trong khí công nó có nhiều thứ lắm, tức là về não nó trong, bởi vì trong khí công nó đặt 3 thứ, nó luyện tới 3 thứ. Là mình học toán, mình đi học văn hóa chữ nó chỉ học giỏi là mấy môn trong văn hóa để ra đời kiếm tiền đó, chứ mọi lĩnh vực xã hội. Còn cái môn trong khí công luyện thân, luyện tánh tình, luyện cái tinh thần chững chạc, thành ra ngày xưa nó gọi là người quân tử, cái gì nó cũng đặt nó chuẩn hết rồi. Tức là cái người mà luyện khí công là nó có nắp ngũ đức nhân nghĩa lễ trí tín trong tánh tình nó, cái thần nó luôn phục vụ cho mọi người là chữ thiện là chính, chữ ác là bỏ đi, còn thể xác không bao giờ bệnh. 3 thứ nó luyện viết mấy năm khổ lắm, thắng bệnh là khó nhất, tức là con người không bệnh là ngũ tạng không bệnh, tánh tình rất tốt, không có chi ác, không có lòng thương người, có
chữ nghĩa là có biết biết ơn, có lễ, có lễ phép, có chữ khôn ngoan, chữ tính, chữ trí, có chữ tín, luôn giữ uy tín. Sai năm cái đó là không giỏi chí công. Người nào mà năm cái đó không đủ là không giỏi chí công. Người mà không có tính phục thiện, không có lo cho thế giới, không lo cho chữ thiện, không phải là nhà chí công. Vì cái công là người không bao giờ bệnh. Trời ơi sao thế, khủng khiếp, khó hơn là kiếm tiền. Thành ra cái người chí công mà có sức khỏe, nó là tỷ phú trong trong cơ thể nó. Thành ra cái người bên ngoài là một đại gia về tiền bạc, thằng người chí công là đại gia về sức khỏe, hai người ngang nhau. Mặc dù cái thằng đại gia chí công nó không có tài sản, nhưng bên trong là khủng khiếp. Tại vì nếu không là nó vô bệnh viện nhiêu đó tiền. Ví dụ giờ thầy học bệnh 30 năm, hỏi em cái người 70 tuổi vô bệnh viện bao nhiêu tỷ đồng? Một cái bệnh nó xảy ra là mấy tỷ không? Em biết cái đông trùng hạ thảo 2 tỷ một kilo, có người uống 2-3 ký còn chưa hết thì bao nhiêu tỷ đồng? Còn người sức khỏe không cần cái đó thì họ dư tiền. Mà cái vô hình không có, không ai thèm nghiên cứu. Họ thấy cái cây viết thì họ mua, nhưng mà mua cái sức khỏe không thấy. Thành ra con người ta có hai loại người, có người là thích cái vô hình, có người thích cái hữu hình. Vô hình là bởi vì người ta nói tâm linh. Vô hình tức là cái sức khỏe bên trong. Ta thích cái đó, ta kiếm cái đó. Còn thằng kia phải kiếm tiền để đi dê gái, mua nhà, mua cửa, cái đó là cái bên ngoài. Còn ta muốn ta người không bệnh. Ta thích, rất thích cái không bệnh, chứ không thích con gái, không thích là chơi bời. Hai cái thấy đó, hai cái ham mê khác nhau. Thành ra con thường nó thích nó mua, làm sao nó mua cái nhà lầu trăm tầng, có hàng ngàn tỷ và hàng trăm xa hơi. Thì nó mong muốn nó, thì tao không mong muốn, nhưng mà tao muốn sao người ta không bệnh. Hai thằng nhau khác nhau. Thì giờ khi em vô mà em phải chọn. Nếu đi hai bên thì em vừa có tiền vừa có sức là quá ngon. Đó là phân võ song toàn. Đó, hôm nay là cái bài vở hôm nay lắc suốt 11 giờ có người học tiếp. Thì nó cái ý là vậy. Em về em nắm thì hôm nay em về em coi là cái chính khiếu em. Cái da đầu có mùi hôi. Coi hết là cái chính khiếu em phải là em phải cũng sổ học phi công. Bài đầu tiên hôm nay là hiểu khí là cái gì, khí là sức khỏe. Cái năm đầu, cái năm đầu 3-6 tháng đầu tiên là học dưỡng sinh thôi, chưa luyện khí nổi đâu, em chưa luyện khí nổi đâu. Tại vì em vẫn còn thở phổi. Người chỉ công năng nó thở phổi, nó không thở, nó thở bằng khí. Tức là cái khí là cái chính, cái phổi là nó phục vụ cho cái khí. Cái phổi nó phục vụ cho hành động. Cái hành động vận động lấy khí là thở để phục vụ cho hành động lấy khí. Hay cái chuyện đó rất bình thường. Thì cái hành động tạo ra tiền là cái thở nó phải phục vụ cho tiền. Bây giờ nếu mà nói thở là khí công, thì hỏi em đang ỉa em thở sao, mà đang gấp cơm hỏi thở làm sao. Vậy cái khí công cứ hỏi hoài sao mà tập. Cái môn nào cũng hỏi thở làm sao. Vậy mày đi ỉa thì mày ngồi nói chuyện thầy mày thở sao, mà đang cơm bị gấp nín hơi ngậm miệng rồi cứ thở ra nuốt vô. Vậy là trong khi con người trong ngày hầu hơn 90% để thở tự nhiên, nó không có bị theo một cái lệ thuộc một phương pháp nào mới làm việc được. Chứ cái lúc nào cũng thở, cái nào giật giật cầm cái này đi cũng thở làm sao, cầm cái này cũng thở làm sao, chết cha rồi, làm sao tao làm cho đủ đây. Thành ra cái lấy thở để luyện khí là không đầy đủ, không thể nào làm được. Nó là thở là luyện khí đó, nhưng mà không lấy nó được. Tức là tao lấy nó mà tao lấy cách khác, chứ tao không lấy trực tiếp. Cũng lấy hơi thở luyện khí đó, nhưng mà cái phương pháp nó khác. Mặc dù là biết nó là cái hơi thở nó dính tới khí cầm đó, nhưng mà đừng lấy nó, đừng nó là cái có, tức là tao có mà không không, tao dùng mà không, cái đó là cao siêu nhất. Tao dùng thở mà không dùng thở, không dùng thở mà tao vẫn làm phát triển khí được, chứ mà dùng thở phát khí là sao? Cái người tài đạt, cái người mà khả năng giỏi là cái đó có mà không, nói là em hiểu. Cái gì nữa? Để tay về mà khỏe mà không cần để tay, trong trạng thái tay để yên nó có ba trạng thái đâu ai biết. Cái tay mình để yên vậy, tao đang xô biết không, tao đang lùi biết không, tao đang ngưng biết không, cái đó là đứng yên mà nó có cái bên trong. Cái vô hình làm sao thấy được, làm sao mà luyện được, khí là cái vô hình sao mà luyện được. Chỉ có lôi cái xác theo để lôi cái thần theo, tức là cái mày ngồi đây cái linh hồn mày ở đó, mày ngồi ở đây linh hồn thì sao, chỉ biết thời giờ cái linh hồn, cái xác là qua tao luyện cái linh hồn, chứ tao không lấy linh hồn tao luyện linh hồn được. Linh hồn sao luyện? Nó bám theo cái gì là lôi cái đó theo. Khí vô luyện khí luyện huyết. Khí nó theo huyết. Huyết ở đó là khí tới. Bây giờ làm sao huyết đi trước vậy? Tao chưa nói cái khí. Đó, hay rồi đó.
em đi thẳng vào khí là em chết. Khí nó là cái vô hình, nó phải bám theo cái gì để nó tồn tại, thì lấy cái hữu hình luyện thì cái hữu hình nó theo, như làm sao cái hữu hình nó vận động mà khí nó phải đi theo, cái đó là cái bí, là cái giỏi của mấy ông khí công sư. Cái động, bởi vì cái tay múa làm sao để có khí, bởi vì múa 10 năm không có, tại không biết dùng cái động cái tay để lôi khí đi, em chưa nắm được cái bí quyết đó. Thành ra người ta gọi là khí công, nó gọi là động khí công, vận động để cho khí chạy. Tĩnh khí công là ngồi yên mà khí vẫn chạy, và còn em vận động mà khí vẫn chạy, tức là em múa. Thành ra nó gọi là quyền, quyền tức là thuộc các động tác thôi. Vì học nhận trong ngành võ như vậy, một bài quyền tức là cái người học trò đó, nó học nhiều thức quá, nó chế bài quyền, nó nhớ bài thôi, ngoài nó không kích lấy cái bài để đánh ai được hết. Đời quyền cũng vậy, thái quyền là học để nhớ các bài, các thức trong thái cực quyền, nhưng mà nó không có tính khí trong đó, nó không dạy người đó lấy khí được. Có giống như bài quyền nó không giúp người ta đánh lộn được, lúc đánh lộn nó rất là một biến ứng vạn biến, chứ nó không phải lấy bài quyền mình tập mà đánh người ta được. Thành ra thái cực quyền nó dạy cho em để em nhớ các thức của người sáng tạo thôi, còn cái bí quyết đó là cái gì. Thành ra người xưa tới nó học khí công phải có bí kíp và khẩu quyết, không có bí quyết tức là em cầm cái là có cái hình em muốn theo đó, cái đó là bí kíp, nhưng mà em không có khẩu quyết không giờ thành công. Thành ra tại sao em thấy người xưa tu chuyện cho dung, nó thằng nó rớt xuống nó cầm sách, nó phải có khẩu quyết nó mới luyện được. Tại sao cái người xưa nó nhìn cái đồ đó giống những cái sơ đồ trùng trần vậy, nó ngó nó múa mà mình không biết múa, thấy không, nó có khẩu quyết, có thầy chỉ hết rồi, nó ngó nó biết liền. Thành ra bây giờ cái đó sơ đồ em lấy tập gì, nhưng mà nếu được tập đưa đó sơ đồ đó em mới tập cái gì, để đưa cái sơ đồ em tập gì biết hết. Người có thầy là ngó sơ đồ, cái sơ đồ này tập cái gì biết, cái sơ đồ kia tập cái gì biết liền, cái sơ đồ này tập đó tao vẽ vậy, như nó cầm nó ngồi nó ngó tập, còn em không biết nó ngó nó tập cái gì. Là nó có khẩu quyết, và khi học khí công phải có tâm truyền tâm, là cảm nhận của thầy và trò mới hiểu được, còn không có bao giờ tập được, thấy không. Ví dụ em làm thầy phải làm cho em thấy, giống như thầy anh em ta để cái đũa mà thấy nó có đẩy không, cái đó mới là mới hiểu được. Còn bây giờ biểu nghiêng này nghiêng này sao biết cái gì, nhưng mà thấy nó có đẩy ra, tức là có cảm nhận của thầy và trò, tao để vô mà thấy nó đẩy ra, mà không để ra là không được, tao để cái đũa vô đó hay là để cái tay vô, tôi nghĩ thấy nó chỗ đó làm như có cái gì nó đẩy ra, đúng không. Nếu mày không có, mày phải có thì mình tập được, không có người mình tập đi. Khi nào tao để cái đũa mà chỉ phình cái nó gãy là tại sao nó phình gãy, không có đau gì hết. Còn nếu mà không có khí là nó lủng chui vô liền, có khí làm như nó có một cái màng cứng ở đây, là có cái màng vô hình gì đó, chỉ có ông thầy với trò khi tao dạy, ông thầy trò để vô ấn vô mà làm vậy mày thấy nó có gì không, mày thấy nó không có xuyên thủng không, tao để vô nó không có tính xuyên vô, nó lại không cho vô, có gì đó, cái đó là cái vô hình giữa não và ý thức mới có thôi. Trong thái cực nó đâu chỉ mày cái đó, mấy thứ quyền nó có biết cái đó là cái gì, cái đó là cái gốc của thái cực quyền. Từ khi mà Trương Tam Phong tìm ra tất cả những bài khí công thái cực quyền nó có tính khí trong đó, không có bài nào múa mà có tính khí, chỉ có thái quyền múa làm như có cái gì đặc biệt trong đó mà không tìm ra được. Thành ra khi khí công nó đứng lại lên đỉnh cao, nó là thái cực khí công. Thành ra khi nói thì khí công tụi Tây phương đều nói tai chi lại, thì nó thấy có cái gì đặc biệt trong đó, không có bài múa nào có cái đặc biệt, có cái thằng múa dẻo chưa chắc múa tài trí được, thằng võ thuật con múa tài trí, nó có cái gì kỳ lạ ở trong đó, nhưng mà sao nắm được cái kỳ lạ đó là cái thái cực khí công thôi, còn thôi chỉ biết quyền thôi. Tại sao? Bởi vì tao nói khí công tính là tài trí, thì trong khí nó hiện ra, nó có cái khí hiện ra trong đó, còn mấy cái bài tất cả những bài múa khác trên đời không có tính khí nữa, kỳ vậy đó. Bởi vì nghe tới khí, mình thích khí công có bài thái quyền nó có khí rõ ràng đó, nhưng mình múa cũng giống, nhưng mình không thấy có cái đó trong người, nó là cái gì. Bây giờ cái đó là gì, cái đường đó phải chữa được bệnh mình múa nó. Ví dụ hôm nay tôi đau bụng múa gì, tôi đau thận múa gì, tôi đau tim múa thái cực múa cái gì cho nó hết chứ, nó múa 24 thức là hoài ấy. Bây giờ hôm nay cho em chóng mặt rồi em mất ngủ múa gì vậy, múa được thôi đi khám bác sĩ rồi thôi thôi thôi, bài thái cực quyền dục đi, bài đó là người xưa nó nói là khí công nó chữa được bệnh, sao mình tập sao mình có bị cái gì mình phải đi bác sĩ vậy,
nó có ai đó, nó chưa, mình chưa nắm hết bí quyết của nó. Ví dụ em đừng múa về, em múa về em đâu biết nó có 64 quái không đó. Một bàn tay của ông là 64 quái. Bây giờ chỉ nói là đưa lên vậy, là nâng lên, thấy không? Rồi như trên này đưa xuống là đang đè xuống khác rồi này, nè để vậy đưa lên vậy ha, mà tôi đẩy tới trước khác này, rồi tôi lôi sau khác này, tôi hất bên này khác này. Em đâu có biết cái đó, em chỉ biết dơ lên không rồi thôi chết, dơ mà không có ý thức, tôi dơ là tôi đang đắt lên, khi đánh hoặc là tôi, cái đây là cái cây phất trần tôi dơ bị gió nó thổi nó rủ xuống, những nó dơ mà tôi để ngang gì nó khác nhá. Dơ lên cho vậy, dơ lên người ta để đứng như khác chứ. Tôi dơ lên người ta để ngang người ta khác chứ. Tôi dơ lên người ta để ngang người khác chứ. Cũng là cái thức đó, mẹ tôi dơ lên người khác không? Bây giờ tôi dơ lên khác không? Tôi dơ lên người khác không? Tôi dơ lên khác chưa? Một thức đầu thôi. Nó ra bốn biến dạng rồi. Nó ra tới 8 dạng là bát quái rồi. Rồi lên cấp 2, 16, lên 32. Một thức đầu nó ra 96 thức. Hai cực của em thôi, 96 thức rồi. Em đâu có biết. Múa kiểu quy hòa là mẫu giáo mãi mà. Không tìm ra cái bí mật của nó. Mới nói em thấy mới rõ, em thấy sai nhiều lắm. Em chỉ biết đứng nhà thôi. Bây giờ tao nói không được rủ, tao để về thì sao? Rồi bây giờ tao để về thì sao? Thấy cái nó khác trong tay. Em làm thử, em để lên thế này, để đi. Để dơ lên dưới, sao tay thức ngộ đi. Thấy cái cái tay nó sao? Mẹ cứ để vậy lên xuống, thấy không? Hấp lên, thả lỏng thả xuống. Rồi bây giờ úp vô trong, mình thấy không? Khiến nó đi vòng vô cái ngực. Thấy được, thấy ngang. Ở đây, thấy rồi bắt đầu hiện giờ mình thấy khác chưa? Giờ dơ lên nè, khí gì? Thấy chưa? Thấy người. Nếu em học khác cái quyền sẽ thấy có cái khác trong người. Nè, dơ lên khác nhau. Rồi giờ dơ lên vậy, em ôm nó vô vậy, ôm cái bốn cái tay vô, dơ lên vô xuống vậy thôi, khí khác. Cảm nhận khác nhau đó, thấy không? Nó khỏe khác. Chỉ em vài quyết biến đó, thấy chưa? Thái cực dạy mới đúng mà, thái cực chỉ công. Nhưng mới gì hoài làm cái gì? Mới thay đổi cái bàn tay thôi, thấy khác rồi. Nó cũng rợn rợn trong người á, khiến nó vô ghê lắm. Mới chỉ sơ lên em khác là em thấy rồi, dây lên khác rồi. Bây giờ em để vậy nè, ôm vô. Em ôm vô, tức là hai khí một lúc, tức là vừa ôm vừa lên xuống. Khác nữa, có ôm mà có lên có xuống là khí hai chiều rồi đó. Có ôm mạnh vô mà không cho vô mà lên xuống thôi, nó giống như cái cây tròn người ta vuốt theo cái cây á, khá rồi. Tôi để tay như này giống cái khăn chùi kiếm, đè cái kiếm chùi xuống, khác nữa rồi. Bởi vì nhiều thức, thấy chưa? Một thức đầu thôi, học chất trà mấy tháng chuyện sau, cái thức một của ổng thôi tìm ra hết cái, tất cả cái bí quyết trong cái thức một của ổng thôi, là nó phân ra 64 thức, là cái người nó khác rồi. Chưa kể cái chân, thầy mới nói là cái thủ pháp thái cực thôi đấy, chưa nói thân pháp thái cực, cái người nó uyển chuyển được cái chân trộn vô một cái người nó muốn bay một trận.